Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Hôm nay thì bên em sẽ tiếp tục lên clip giới thiệu một số cây cảnh nhà vườn bên em ha. Cái đầu tiên ngày hôm nay bên em chia sẻ là cây ngâu. Hôm trước thì bên em cũng bán được một số cây rồi. Đó, cho nên là hôm nay bên em sẽ chia sẻ lại cái cây ngâu này nha. Rồi, cây ngâu này thì nó rất là già nha cô chú anh chị. Và bông lúc nào nó cũng sẽ trổ liên tục nha. Đây, có mấy bông nó đang trổ cũng sắp tàn rồi nè. Và ngâu này thì thường nó rất là thơm, chỉ cần nắng lên khoảng tí xíu nữa thì nó sẽ rất là thơm nha cô chú anh chị. Và ngâu thì ông bà ta ngày xưa là dùng để ướp trà nha. Rồi cây này nó có một số cái khuyết điểm ha. Đây, đây một cái khuyết điểm ở đây nha. Và cái phần dưới này nữa nha cô chú anh chị. Đó, những cái này là mình đục ra là nó sẽ là lũa của cây nha cô chú anh chị, nó không ảnh hưởng tới cây nha, vì rễ của cây nó ăn và nó mọc ra tới đây nha. Đó, có những cái rễ mọc ra như thế này nha. Đó, cây vẫn phát triển rất là tốt. Những cái vết này nó sẽ không hề ảnh hưởng tới cây nha. Rồi em xin phép được đo thông số của cây luôn. Mấy cái rễ mà mọc ra là em bỏ qua hết nha, em chỉ đo nguyên cái bộ đế, cái bộ đế đặc của cây là được 65. Vành thân đại diện của cây tại vị trí này nha. Vành thân của cây là được 39. Rồi, tán ngang của cây, tán ngang của cây là được 59. Tán dài của cây là được 1 mét. Chiều cao em tính từ mí chậu lên nha. Chiều cao từ mí chậu tính lên là được 90. Rồi, cây số 1, cây ngâu khá là già. Cây này bên em sẽ giao lưu với cô chú anh chị giá là 5 triệu. Bên em không bao ship nha. Cô chú anh chị ở gần bên em có thể ghé đến tại vườn bên em để xem thêm được nhiều cây hơn. Địa chỉ bên em là ở 1047-3C, khu Phú Năm, đường An Phú Đông 03, phường An Phú Đông, quận 12. Em xin phép được qua cây số 1, lên tiếp cây số 2. Tiếp theo sẽ là cây số 2, nhà vườn bên em giao lưu của cô chú anh chị ha. Cái dâu này thì bên em cũng đã lên clip cũng nhiều lần rồi. Rồi, hôm nay thì bên em sẽ nói sơ thôi, tại vì em chia sẻ là hiện thời nó đang trổ rất là nhiều trái. Và trái này nó sẽ trổ dịp đúng Tết này luôn nha cô chú anh chị. Đó, bên em canh cho nó đúng vào cái dịp Tết nguyên đáng năm nay ha. Rồi, rất là đẹp luôn. Đây, chùm này là chỉ có một nhánh của cây thôi nè cô chú anh chị, một nhánh ra thôi nè. Mà nó rất là nhiều trái nha. Đó, rất là nhiều trái luôn. Rồi dâu tằm thì nó cũng có rất là nhiều vitamin để giúp cho họ chị em phụ nữ mình có cái làn da rất là đẹp ha. Trồng một cây dâu vừa làm kiểng nè, mà mình cũng có vừa có thể là mình sẽ ăn được trái nè ha, làm sinh tố nè, rất là tốt luôn nha. Rồi cây này thì bên em có cái chiều tán ngang, tán của nó sẽ là được 1 mét, còn chiều cao của cây là khoảng là được 2 mét nha. Rồi cây thì nó rất là to và rất là già. Đó, đây một chút anh chị có thể thấy ha, tay em nắm nè, cây này nó nở sần ra hết, cây khá là già nha cô chú anh chị. Già thôi nhưng mà nó rất là tốt nha, trổ trái đặt cây luôn, nó rất là sung luôn. Rồi, cô chú anh chị ưng ý cây dâu, liên hệ đến số điện thoại hoặc Zalo là 032 901 3311, bên em sẽ báo cái giá của cây dâu nha. Rồi, em xin phép được qua cây số 2 lên cây số 3 của ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 3, nhà vườn hôm nay bên em sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị gần xa nha. Cái này là cây phôi, cây lâm dồ, hay còn gọi là cây đề trắng nha cô chú anh chị. Cái này là dạng cây phôi thôi, tại vì bên em cũng mới vừa lên những cái tược ha. Rồi em xem một vòng cho cô chú anh chị xem cái hình thế, hình dáng của cây nha. Rồi những cây như thế này nó rất là già luôn nha. Đó, cây nè, cây nó rất là già luôn. Và những cây như thế này là những dạng cây phôi siêu tầm nha. Đó, nên là thấy một cái bộ phần ấy của nó rất là dày, rất là già luôn nha cô chú anh chị.
Rồi em xin phép được đo thông số của cây. Đầu tiên là hoành đế. Hoành đế của cây là được 30. Hoành thân của cây tại vị trí này nha. Hoành thân của cây là được 27. Rồi, chiều cao của cây. Chiều cao của cây là được 15. Em đo cái chiều dài cây nha, cái chiều dài của cái chiều dài cây là được 30. Rồi cây này bên em bán với dạng là cây phôi nha cô chú anh chị. À, nó có một số cái vết cắt ha. Đó nhưng mà nó không ảnh hưởng tới tới cây nha. Cây vẫn đang bung tụ phát triển là tốt. Đây một số cái vết cắt nha. Đó, và ở đây nữa. Em sẽ chỉ rõ luôn để cô chú anh chị khi mà mình có sở hữu cái cây này á, mình sẽ không có bị bỡ ngỡ là cây nó lại có nhiều cái vết như vậy ha. Rồi, cây này bên em sẽ giao lưu với cô chú anh chị giá là 1 triệu không bao ship. Và hiện những cái giá mà bên em báo ở trên clip á, luôn luôn là cái giá gốc tại vườn. Cái em không có đơn cái phí ship toàn quốc. Vậy cô chú anh chị ở chỗ nào gửi em cái địa chỉ, bên em sẽ báo giá cụ thể theo từng khu vực và tùy theo cái khối lượng của cái cây là bao nhiêu. Em xin phép được qua cây số 3 lên cây số 4 ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 4 ngày hôm nay bên em giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Cái này là cây rùa đỏ. Đó. Đây em xoay một vòng cho cô chú anh chị xem ha. Và kỹ hơn em sẵn sẽ chỉ những cái vết cắt của cây luôn, một số khuyết điểm của cây ha. Đây một vết nha. Những cái phần này thì bên em bấm tược, bấm máy lại thôi. Đó. Đây một hai vết nằm ở đây nha. Rồi phần ở trên đây đó cũng là một cái mặt cắt thôi. Những cái mặt cắt như thế này nó sẽ không hề ảnh hưởng tới cây nha, vì cô chú chị có thể thấy nha, cây mọc rất là tốt nha, đang búng tược rất là nhiều luôn. Và cây này thì bên em sẽ bán với dạng là cây phôi đó, cho nên là cô chú anh chị về chăm sóc dưỡng lên ra tàn chê đầy đủ, mình có thể là bẻ theo kiểu bonsai mình mong muốn nha. Rồi cây nó rất là già luôn nha cô chú anh chị. Đây cây này nó nở sừng sừng da lên hết nha. Đó, cây này nó rất là già nha. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây luôn nha. Hoành đế của cây là được 43. Hoành thân của cây tại vị trí này nha. Hoành thân của cây tại vị trí này là được 28. Chiều cao của cây là được 29. Tán dài của cây là được 26. Tán ngang của cây là được 16. Cây rùa đỏ rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này bên em giao lưu với cô chú anh chị giá là 1,5 triệu không bao ship nha. Rồi cây số 4 giá 1,5 triệu bên em không bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại hoặc Zalo là 032 901 3311. Em xin phép được qua cây số 4 lên cây số 5 ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là cây số 5 ngày hôm nay bên em giao lưu cùng cô chú anh chị ha, cũng là một cây rùa đỏ. Đó, cây nó rất là già luôn. Xoay một vòng cho cô chú anh chị xem kỹ cái thế, cái thần của cây ha. Rồi cây này nó cũng có cái thế nó hơi quái quái một xíu nha. Cây thì cũng rất là già, nguyên cái bộ đế của nó như thế này nha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây thì nó cũng có một số cái khuyết điểm ha. Đây, ở đây nó cũng có những cái vết cắt ha. Ở đây nữa. Đó, những cái vết cắt này thì nó đang cuốn sẹo đây. Đó, nó bắt đầu cuốn sẹo, nó sẽ lành lại, mốt nó sẽ gom lại hết thì nó sẽ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây nó rất là già luôn. Rồi, đây có một cái vết xước cây thôi, nên những cái chỗ như thế này nè, nó sẽ không hề ảnh hưởng tới cây ha. Cây rất là già luôn nha.
Rồi, ở đây nó cũng có một cái vết cắt nè cô chú anh chị. Và bên đây nè, đó, nó sẽ tạo một cái vết lũa nhỏ ở trong nha. Đó. Rồi, em xin phép được đo thông số của cây luôn. Hoành đế của cây là được 67. Hoành thân của cây tại vị trí này nha. Hoành thân của cây là được 34. Chiều cao của cây là được 22. Rồi, tán ngang, tán dài của cây thì nó cũng chưa có nhiều ha. Và những cây này thì là cây phôi, nhưng mà nó cũng lên chi tay và nó định hình hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, nên là nhìn cái cây nó cũng rất là có dáng, có duyên một xíu nha. Rồi. Rồi, cây này bên em sẽ giao lưu với cô chú anh chị giá là 2 triệu không bao ship nha. Đó. Rồi, cây rùa đỏ, cây số 5 giá 2 triệu bên em sẽ không bao ship. Cô chú anh chị ưng ý liên hệ đến số điện thoại là 032 901 3311. Bên em xin phép được qua cây số 5 lên cây số 6 ngày hôm nay. Rồi, cây số 6 bên em giao lưu cùng cô chú anh chị là một cặp ha, cặp cây lộc vừng. Cây này thì bên em sẽ ươm từ cái hộp lên nha, cho nên nó cũng có cái thế nè. Cây này bên đây thì nó sẽ có 3 chân, một cái củ lên. Đó, một nhánh lên như thế này nha. Đây, chú có thể hình dung giúp em nha. Đó. Rồi, cây bên đây thì nó sẽ có hai cái chân ha, cũng một củ đi lên và được hai nhánh. Đó, nó nhỏ hơn. Đó, cây này bên em bán cặp nha, 300 ngàn thôi. Cô chú anh chị nào ưng ý cái này thì liên hệ đến số điện thoại bên em 032 901 3311 nha. Cái này bên em không bán tách lẻ nha cô chú anh chị. Bên em sẽ bán đi kèm một cặp như thế này luôn là 300 ngàn. Lộc vừng nha. Rồi, em xin phép được qua cây số 6 nha, lên cây số 7 tiếp theo. Rồi, cô chú anh chị theo chân em để bên em giới thiệu cái cây số 7 ngày hôm nay ha. Dòng cây số 7 ngày hôm nay. Rồi, dòng cây số 7 ngày hôm nay bên em giao lưu là cái dòng kim phát lộc, hay còn gọi là kim phát lộc ha. Hay cái giống đúng của nó là sơn liễu lá rí, dòng của Indo nha. Rồi, ngày hôm nay bên em sẽ bán cái giá cực kỳ khuyến mãi luôn cho những cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng này, mà mình mua cái dạng là cây phôi về mình tự tỉa, là tự tay tự tạo tác ra những cái tác phẩm mà mình yêu thích ha. Cây phôi như thế này thì bên em hôm nay bán giá rất là ưu đãi nha. Ba cây bất kỳ luôn, giá là 200 thôi, 200k cho combo 3 cây bất kỳ. Cô chú anh chị có thể là mình bên em sẽ chụp hình gửi qua cô chú anh chị lấy cái này, lấy trong dòng combo 3 cây giúp em nha. 3 cây luôn 200 ngàn thôi. Đó, là mình sẽ được sở hữu 3 cây thế này nha. Đây, có những cây nó sẽ có rễ như thế này nha. Cái bộ chân rễ nó lên như thế này nha cô chú anh chị. Đó, bình thường một cây mà có bộ chân rễ lên như thế này bên em sẽ bán giá tầm là từ 100 tới 120 một cây. Nhưng mà ngày hôm nay á thì bên em sẽ combo 3 cây bất kỳ luôn, giá sẽ là 200 ngàn trong một combo 3 cây bất kỳ. Đó, cô chú anh chị ưng ý thì cứ liên hệ đến số điện thoại hoặc Zalo là 032 901 3311. Cái dòng này nhỏ thôi, rất là dễ chăm sóc luôn, và nó sẽ chịu được cái nhiệt độ thời tiết khác nhau luôn nha cô chú anh chị. Đó, cho nên là mình để mình chân ở trên bàn làm việc trong văn phòng mình cũng không sợ nó sẽ ảnh hưởng tới cây ha. Đó, rồi 3 cây 200 thôi ha cô chú anh chị. Ưng ý liên hệ đến số điện thoại Zalo là 032 901 3311. Và hiện bên em ở địa chỉ là 1047 sạc 3C, đường An Phú Đông 03, phường An Phú Đông, quận 12. Cũng rất là chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã luôn ủng hộ kênh Bonsai Mini Thanh Ngân. Những cô chú anh chị nào mới biết kênh em thì hãy đăng ký kênh để mình nhận được thông báo từ những clip mới nhất. Kính chúc cô chú anh chị xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip đi tới.